Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình front end với lại React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì hôm nay là buổi 15 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn và giải thích cho các bạn về cái khái niệm component life cycle, tức là cái vòng đời của một cái component. Thì life cycle tức là cái vòng đời, thì trong một cái đối tượng thì chúng ta có thể có các vòng đời như là khởi tạo đối tượng hoặc là update đối tượng hoặc là chúng ta sẽ hủy bỏ đối tượng này nọ vân vân. Thì trong React cái component chúng ta cũng có khái niệm life cycle. Thì life cycle của một cái component trong React thì nó sẽ gồm các giai đoạn như sau. Có giai đoạn mounting là cái giai đoạn mà khởi tạo này. Tiếp theo là cái giai đoạn updating là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thay đổi cái component, ví dụ chúng ta sẽ thay đổi cái data, thay đổi cái tay của một cái component vân vân. Đó. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là unmounting, tức là chúng ta sẽ đi hủy bỏ cái component đó. Mà chúng ta sẽ nên up để chúng ta lau dọn cái component để cho nó giải phóng cái bộ nhớ, để cho nó cái ứng dụng của chúng ta đỡ tốn bộ nhớ này. Rồi tiếp theo thì ở đây là một cái hình minh họa về các giai đoạn và một số cái phương thức mà chúng ta thường thường sử dụng với lại các giai đoạn ở trong cái vòng đời của một cái component. Thì ví dụ như giai đoạn mounting là giai đoạn khởi tạo, thì chúng ta sẽ có cái hàm constructor, thì nó sẽ gọi hàm constructor để khởi tạo cái component cho chúng ta này. Và tiếp theo thì nó sẽ gọi hàm render và nó sẽ render ra cái UI lần thứ nhất cho chúng ta này. Rồi sau đó thì nó sẽ gọi cái hàm component deepmail. Thì ví dụ như trong cái component deepmail này chúng ta sẽ còn mấy cái API ở bên phía backend vân vân, thì chúng ta sẽ xử lý ở trong cái method component deepmail này. Đó. Rồi tiếp theo là cái giai đoạn updating. Trong cái giai đoạn updating tức là chúng ta có một cái xử lý gì đó thay đổi, ví dụ như chúng ta thay đổi cái tay chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ gọi set tay hoặc là chúng ta có cái hàm for update này. Khi chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ cần phải gọi hàm render để nó render lại cái UI cho chúng ta này. Rồi sau đó thì thằng React nó sẽ update lại cái DOM vân vân ở trên cái trình duyệt chúng ta này. Thì những cái này thì chúng ta sẽ xử lý ở trong cái hàm component git update. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn unmounting, thì chúng ta sẽ có cái hàm component view unmount. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đi chẳng hạn như là chúng ta sẽ close mấy cái connection hoặc là chúng ta sẽ xử lý cái xóa mấy cái lau dọn mấy cái component ở trong cái hàm component view unmount này. Thì để tìm hiểu thêm về cái life cycle của một cái component thì các bạn có thể vô cái trang react.js.org, rồi vô mục doc, vô mục main concept, rồi vô mục tay and life cycle. Thì ở đây thì nó có giải thích cho các bạn về việc thêm các method life cycle và một cái class component. Thì ở đây thì nó có giải thích là ở trong các ứng dụng thì với lại có nhiều cái component khác nhau, thì nó cần phải giải phóng cái bộ nhớ khi mà các component này bị hủy đi. Đó, thì chúng ta sẽ có một số cái phương thức để mà xử lý với cái vòng đời của nó. Đó. Thì đây là các phương thức xử lý vòng đời của nó, như là component deepmail, component view unmount hoặc là component git update vân vân, thì nó ở trong này. Thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm. Thì các phương thức như là component deepmail, component git update hoặc là component view unmount, thì đây là những cái phương thức xử lý với lại cái vòng đời của cái component trong React cho cái trường hợp là class component. Ngoài ra thì đối với cái trường hợp là functional component thì nó sẽ có ba cái vòng đời mounting, updating và unmounting. Tuy nhiên thì nó không có xài mấy cái phương thức này mà nó xài một cái kiểu khác, là nó xài cái thằng các function của thằng React Hook. Đó. Thì để tìm hiểu sâu hơn về cái vòng đời của cái component thì các bạn có thể vô cái thì để tìm hiểu sâu hơn về các phương thức xử lý với lại cái vòng đời của cái component thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học lập trình front end với lại React.js Bootstrap Master UI Docker and RESTful API. Thì đây là một cái khóa học nâng cao và chuyên sâu hơn. Thì tôi sẽ có các bài học chuyên sâu hơn về sử dụng cái các phương thức ở trong cái vòng đời của cái thằng React. Thì đối với cái trường hợp mà gọi là functional component thì nó sẽ không có mấy cái phương thức là component deepmail này, component view unmount này nọ, thì nó sẽ sử dụng các phương thức của thằng React Hook. Thì các bạn có thể vô cái khóa học nâng cao này của tôi và các bạn tham gia vào cái chương 4 React Hook này, thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn về các sử dụng của thằng React Hook. Thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn giải thích cho các bạn về cái
Life Cycle, cái vòng đời của một cái cộng đồng trong React, thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you.